Pickle Bánh Mì xin hân hạnh giới thiệu địa điểm mới tại thành phố Anaheim. Địa chỉ 1220 South Magnolia Avenue, góc đường Bo trong khu chợ ABC. Sẽ ra mắt shop opening trong ngày thứ Hai 9 tháng 12 năm 2024. Nhân dịp này, chúng tôi có một chương trình giảm giá 10% trên tổng hóa đơn. Xin kính mời quý khách đến để thưởng thức những món ăn ngon tại Pickle Bánh Mì như gỏi cuốn heo quay và cơm heo quay, ngon và đậm đà. Pickle Bánh Mì với bánh mì nóng giòn, ra lò thường xuyên, bánh cuốn tráng tay, giò chả, các loại cơm, bún mộc, bún bò, bún riêu, súp sườn, kèm theo các loại nước giải khát, thơm ngon, đặc biệt cà phê sữa đá. Pickle Bánh Mì chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Xin truy cập trang mạng pickabanhmi.com.